Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm top ngày của Trang Công Nghệ TLD. Thưa các bạn, ngày hôm nay mình mang đến một dòng sản phẩm ở cái phân khúc dành cho doanh nghiệp nhưng giá bán lại cực kỳ bình dân. Chiếc máy có tên mã là Dell Latitude 5530, được trang bị cấu hình đó là Core i5 thế hệ thứ 12 và có thể hỗ trợ nâng cấp RAM tối đa 64GB RAM. Thậm chí bên trong máy có thể lắp song song hai ổ cứng chạy chế độ RAID 0 với màn hình Full HD và công nghệ bảo mật vân tay kèm theo cả công nghệ bảo mật qua camera IR. Các bạn ơi, hãng đang bán với phân khúc giá là 20 triệu đồng thì nương chỉ có một ít hàng từ Mỹ về. Sẽ để cho các bạn ở phân khúc giá cực kỳ hiếu nghị luôn, 15 triệu, có nghĩa là rẻ hơn 5 triệu. Nếu như ở cái phân khúc này thì chúng ta chỉ mua được những chiếc laptop Dell Inspiron ở phân khúc hạng phổ thông thì tại vì sao chúng ta lại không trải nghiệm Latitude nhỉ? Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu chiếc máy Dell Latitude 5530. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, chiếc máy được định hình ở phân khúc cao cấp dành cho doanh nghiệp. Chính thế kể cả sạc cũng được tích hợp công nghệ là sạc Type-C với công suất là 65W các bạn ạ. Hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, sạc chỉ cần 60 phút các bạn có thể đầy đến 80% pin. Còn sạc chiếc máy này chỉ mất khoảng 2 tiếng là đầy các bạn nhé. Với thiết kế ngôn ngữ các bạn sẽ thấy là trẻ trung và năng động hơn với logo mạ Chrome. Bên trên nó có phủ một cái lớp sơn đặc biệt chống bám vân tay rất tốt. Mặc dù là mình đang đeo găng tay nhưng cái lớp sơn này thì mình bán rất nhiều dòng Dell Latitude rồi. Nó chống bám vân tay cực kỳ tốt luôn. Trọng lượng tổng thể của máy là 1,6kg. Mình hoàn toàn có thể cầm một tay như này thoải mái luôn. Đằng sau đó các bạn thấy là thậm chí có thể bớt một cái khe cắm SIM đây các bạn ạ. Các bạn lưu ý là để dùng được SIM thì phải cắm RAM bên trong thì các bạn sẽ dùng mạng 4G hoặc 5G trong tương lai các bạn nhé. Chụp bản lề xuyên suốt như này cực kỳ chắc chắn với tiêu chuẩn độ bền quân đội STD80G cho chiếc máy này. Mình mở thử bản lề các bạn xem này, rất chắc các bạn ạ. Phần bên tay phải của mình các bạn sẽ thấy đây là lỗ khóa của máy này và cổng LAN. Các bạn dùng trong môi trường doanh nghiệp thì chắc chắn không thể thiếu được cổng LAN, mà hầu hết những chiếc máy bây giờ đều lược bỏ LAN, rất bất tiện các bạn ạ. LAN để dùng mạng nội bộ và để cắm dây dùng ổn định hơn các bạn nhé. HDMI để các bạn có thể kết nối ra màn hình bên ngoài với độ phân giải cao 4K hoặc 8K. Hai cổng USB truyền thống này. Cổng phone của mic với giao tiếp 3.5. Còn đây là đầu độc thẻ SD các bạn nhé. Mini SD. Đằng trước thì chỉ có một cái G nhỏ này. À, xin lỗi các bạn, cái G này lớn phết đấy. Đây, các bạn mở máy này. Không bố trí bất kỳ cổng nào đằng trước cả. Hai cổng Thunderbolt các bạn ơi. Cái cổng này cắm sạc các bạn ký hiệu này. Cắm bên cạnh vẫn được các bạn nhé. Với băng thông ra bên ngoài lên đến 40 giây. Thì đây là cổng nhanh. Có cái tín hiệu tốt nhất bây giờ. Các bạn có thể cắm AirPods, cắm hình rời từ bên ngoài qua cổng này các bạn nhé. 40 giây các bạn ạ. Đây là hốc tản nhiệt này. Còn đây là một đầu độc thẻ SC này. Tên của máy ở đây các bạn ơi. Còn thông số kỹ thuật của chiếc máy này các bạn có thể check service tag ở đây nhé. Không khí sẽ được hút vào đây. Đẩy khí nóng ra đây các bạn này. Hai hốc loa này. Bây giờ thì mình sẽ mở chiếc máy này ra để khám phá nội tạng bên trong. Các bạn có thể thấy là mở cái máy này ra nó cực đơn giản với những cái tu vít 4 cạnh. Các bạn có thể tự để mở ra để bảo dưỡng, vệ sinh và nâng cấp cho máy nhé. Vâng, thưa các bạn, đúng là dòng máy Dell Latitude xịn sò khác. Chất lượng bo mạch bên trong nó hỗ trợ khả năng nâng cấp cực kỳ tốt luôn. CPU các bạn thấy phần bên tay trái bên cạnh cái wifi đấy các bạn nhé. Với hai ống đồng dẫn nhiệt, một quạt tản nhiệt ra bên ngoài. Với hai slot cắm RAM có thể mở rộng tối đa nâng cấp là 64GB RAM, chuẩn RAM là DDR4. Hai cái cắm ổ cứng nâng cấp thì các bạn thấy là cả chuẩn ngắn chuẩn dài các bạn đều có thể lắp vào với 2240 hoặc 2280 đều ok. Hỗ trợ công nghệ chạy RAID 0 tự động sao lưu dữ liệu sẽ rất an toàn cho người dùng. Pin với dung lượng là 58Wh có thể duy trì dùng khoảng 8 đến 11 tiếng chế độ dùng wifi các bạn nhé. Để các bạn đi làm một ngày mà không cần phải sạc mà hai cái loa bên cạnh có pin này. Các bạn có nhìn thấy chữ WAM hay không? Cái WAM này là cái cạc 4G hoặc 5G các bạn đã lắp vào đây thì mới dùng được các bạn nhé. Thì chúng ta mới cắm SIM và dùng mạng được. Tóm tắt này thì chiếc máy sẽ cho phép các bạn nâng cấp chiếc máy này. Ổ cứng là 4TB và RAM là 64GB. Và ở đây các bạn có thấy là một cái chi tiết nhỏ, ở đây là những cái khe cắm RAM chờ, đây là RAM cho cặp màn hình. Có nghĩa là ngoài phiên bản Vega On thì có cả phiên bản Vega rời, nó sẽ đắt hơn một chút. Các bạn lưu ý là khi mua máy thì chúng ta không thể tự nâng cấp được cặp màn hình vào, mà nó phải được nâng cấp ngay từ ban đầu, mà chỉ có hãng có thể làm được thôi các bạn nhé. Nên khi mua máy các bạn phải cân đo đong đếm cấu hình ngay từ ban đầu. Cebu và Vega sẽ không cho phép các bạn nâng cấp. Bây giờ thì mình sẽ đóng chiếc máy này vào để test hiệu năng thực tế của máy ra sao. Mời quý vị các bạn đón xem nhé. Vâng, thưa các bạn, mặt trước đã thiết kế theo cái xu thế của hiện đại, đó là viền màn hình mỏng này. Các bạn đã thấy là những cái dòng trước đó của Latitude thì ngôn ngữ thiết kế là kiểu hoài cổ, viền màn hình nó vẫn rất dày. Đây là màn hình 15,6 inch Full HD, có hỗ trợ camera IR. Camera này sẽ hỗ trợ tính năng nhận diện bằng khuôn mặt giống như những chiếc điện thoại iPhone các bạn nhé. Cực hiện đại luôn. Đây là cảm biến cam và mic sẽ hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, họp trực tuyến và học online. Các bạn có thể live stream trực tiếp trên camera này với độ phân giải là 720p. Với một bàn phím full size như này sẽ hỗ trợ các bạn nhập liệu bàn phím cực tốt các bạn nhé. Đây, bàn phím dòng máy này nổi vuông như này.
bấm nó cũng chắc này các bạn này. Có lẽ phím buổi tối dùng sẽ rất là tiện. Đây là phím bật nguồn và cũng tích hợp cảm biến vân tay đây các bạn nhé. Các bạn mở máy bằng đây. Tính ra chiếc máy này sẽ có 4 lớp bảo mật, bao gồm camera IR, bảo mật vân tay, bảo mật BIOS và một lớp mật khẩu Windows. Chính vì thế những người dùng doanh nghiệp sẽ cực kỳ tin tưởng những chiếc máy như này. Không phải chủ nhân máy chắc có lẽ là không thể ai mở được các bạn ạ. Con này chuột có vẻ như làm hơi nhỏ. Và nó vẫn cái phun một cái lớp sơn đặc biệt chống bám vân tay trên này này. Chuột trái chuột phải anh em bấm bình thường nhá. Con chuột này sẽ hỗ trợ tính năng cảm ứng đa điểm này. Đây vân tay các bạn thấy nó cũng có led phím sáng này, nhìn rất hiện đại luôn. Đây là con chip bảo mật vân tay tích hợp tính năng Windows Hero, có nghĩa là nhận diện khuôn mặt này các bạn ạ. Bluetooth được trang bị trên máy là Bluetooth 5.2 của Intel, hỗ trợ các bạn kết nối sóng ngắn các bạn nhé. Đây camera đây, nó sẽ có chữ IR camera. Ổ cứng trang bị trong máy là LVMe của hãng Weston với dung lượng 256GB. Đây là ổ cứng của Mỹ, rất là ok, rất bền. VGA được trang bị trên máy là UHD Graphics. Cái này thì mình giải thích các bạn nhé. Nếu như các bạn cắm một que RAM 8GB và có thể chạy đua thì nó sẽ tự nhận là Iris Xe Graphics các bạn ạ. Nếu các bạn muốn cắm song song chạy Iris Xe thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn so với UHD Graphics các bạn nhé. Cắm hai que RAM 8GB là sẽ chạy được. Còn UHD thì nó sẽ yếu hơn một chút đấy. VGA em này cũng đã được nâng cấp lên là Wi-Fi 6 này, mới mã là AX211. Wi-Fi 6 sẽ nhanh gấp 5 lần so với Wi-Fi 5 truyền thống. Đây băng thông không dây rất tốt các bạn nhé. À chà, các bạn có thể nghe thấy là chất lượng loa khá là tốt. Loa nó đặt chỗ này các bạn này. Mình mở to hết cỡ nhé. Trong phòng 20m² của mình chắc có lẽ là không cần phải cắm thêm bất kỳ cái thiết bị âm thanh ở bên ngoài. Loa rất to. Màn hình có độ sáng trung bình là 250 nit. Và tỷ lệ bao phủ màu của màn hình cũng chỉ ở mức là trên trung bình các bạn nhé. Bởi vì chiếc máy này nó ứng dụng chủ yếu là các bạn dùng văn phòng, các bạn dùng trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, marketing cũng như lĩnh vực về lập trình. Còn chất lượng màn hình này mình đánh giá ở mức trên trung bình thôi. Cái viền màn hình mỏng, các bạn thấy là cái góc nhìn 178 độ các bạn vẫn có thể nhìn thấy. Bởi vì chất lượng màn hình Full HD IPS thì nó cho cái độ sáng cũng như cái tỷ lệ tương phản cao, nhìn hình thức, nhìn hình ảnh của nó trung thực hơn các bạn ạ. Vâng thưa các bạn, thì mình đang test qua phần mềm Fullmax các bạn này. Nhiệt độ hoạt động ổn định của chiếc máy ở chế độ 3D, nó chỉ mức hơn 60 độ C. Đây là tản nhiệt tốt các bạn nhé. Không khí sẽ được hút qua đây, đẩy ra đằng sau. À xin lỗi các bạn, nó lại hút từ đằng sau đẩy ra đây các bạn ạ. Bởi vì mình để mặt tì tay đây thấy hơi nóng nó phả ra này. Cái này thiết kế là hơi ngược các bạn ạ. Bình thường nó sẽ hút khí không khí từ đây, nó đẩy ra đằng sau, nhưng đây nó lại hút từ đằng sau. Nếu mà để tì tay đây mùa hè hơi nóng các bạn ạ. Và mức FPS nó chỉ đạt là 13 thôi. Nếu như các bạn lắp hai que RAM chạy chế độ đua ấy là 16GB sẽ lên cái Iris Xe thì nó sẽ đạt được là khoảng 20 đến khoảng 22 FPS, có nghĩa là sẽ ngon hơn. Các bạn phải cắm đua RAM 8GB các bạn nhá thì mới chạy được cái đó. Đây, còn FPS ở chế độ 2D thì thoải mái luôn. Các bạn lưu ý đi, dòng CPU tiết kiệm điện thì nó hỗ trợ chủ yếu các công việc về đồ họa tầm trung thôi. Bởi vì CPU tiết kiệm điện thì nó không thể khỏe được các bạn ạ. Và Vega On thì không thể hỗ trợ thay thế một Vega rời. Về các tác vụ về đồ họa, khi mua máy các bạn cũng phải xem có phù hợp với mình hay không nhá. Còn tản nhiệt em này như này là ngon rồi. Chất lượng ổ cứng của máy tốc độ đọc sấp xỉ 4GB và tốc độ ghi sấp xỉ 2GB cũng là ngon đấy, sấp xỉ 1GB 9 các bạn ạ. Cái này là PCIe Gen 3 các bạn nhá. Weston ổ cứng của Mỹ thì rất là yên tâm rồi. Vâng thưa các bạn, là mình đang test vào phần mềm CBAM 15R để cho thấy cái hiệu năng của CPU. Em CPU này được trang bị là CPU Core 5 thế hệ thứ 12, chip U, mình còn gọi là chip tiết kiệm điện. CPU có 10 lõi các bạn ạ và 12 luồng, hoạt động ở xung nhịp cao nhất là 4.40, công suất trung bình là 3.30. Cái công suất tiêu thụ cái watt của nó là 15W các bạn nhé, và turbot nó cũng chỉ có 55W thôi. Nó càng tiết kiệm điện thì CPU của nó sẽ hoạt động ở mức gọi là trung trung nữa các bạn ạ, chủ yếu là văn phòng đồ họa cơ bản rồi các bạn nhé. Bộ nhớ cache của em CPU này là 12MB. Các bạn có thể thấy là cái điểm số ở đây thì các bạn chỉ nhận được là 810CB thôi. Một cái điểm số cơ bản về đồ họa anh em ạ. Vâng thưa các bạn, thì mình đang test tựa game Liên Minh Huyền Thoại các bạn ạ. Đây là một cái tựa game mà không yêu cầu máy có cấu hình quá cao, đều có thể chơi được. FPS các bạn có thể thấy là ở cái góc nó hiện là mức là từ 90 đến 100. Trên cam này nó hơi nhỏ đấy các bạn ạ. Đây là các bạn này. Đó. Mức phản hồi là 34 mm một giây.
Loa của chiếc máy này thì chơi rất là sướng, mình đang để loa mức nhỏ nhỏ bởi vì bật nó to quá. Chất lượng phím của dòng máy này bấm tốt các bạn nhé. Với những cái tựa game tuần trung như là Liên Minh Huyền Thoại này chơi thoải mái này, Half-Life đế chế đột kích, Horizon, CS:GO các bạn nhé. Đối với những tựa game chuyên nghiệp thì chiếc máy sẽ không đáp ứng được, nên trước khi cài game mà thì các bạn phải tìm hiểu kỹ các bạn nhé. Mức nhiệt độ chơi game của chiếc máy này nó sẽ dao động ở mức từ khoảng 60 đến khoảng 70 độ C, chơi thoải mái mà không sợ hay máy anh em ạ. Vâng thưa các bạn, chiếc máy này sẽ phù hợp các bạn làm các công việc chủ yếu là văn phòng, truyền thông, đa phương tiện, cũng như các bạn làm kế toán, marketing. Các bạn có thể dùng chiếc máy này chỉnh sửa, cắt ghép video, cũng như các phần mềm như Photoshop, AutoCAD chạy trên chiếc máy này cực kỳ tuyệt vời. Dành cho các lập trình viên, chiếc máy cũng cực kỳ ok. Đặc biệt máy thì các bạn thấy là có 2 slot cắm ổ cứng, chạy chế độ song song RAID 0 với rất là nhiều công nghệ bảo mật. Chất lượng màn hình Full HD IPS và pin có thể dùng từ 8 đến khoảng 11 tiếng, quá ok cho các bạn sử dụng những công việc như vừa rồi. Chống chỉ định cho các game thủ chuyên nghiệp cũng như các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp, chiếc máy sẽ không phù hợp các bạn nhé. Còn với tiêu chuẩn độ bền dòng Latitude thì quá là yên tâm bởi vì nó quá nổi tiếng tại thị trường rồi. Vâng thưa các bạn ạ, chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc Dell Latitude 5530 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Hy vọng là mong sao là các bạn. Vâng thưa các bạn, là chương trình trên tay và đánh giá dòng sản phẩm Dell Latitude 5530 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho các bạn như này nhá. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh nghề của TND bằng cách đăng ký kênh nhá. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.